Mẹ phải đi tù. Cháu vào đi, chiều nay cố gắng thi tốt nhé. Từ hôm cháu qua nhà bác để chuyên tâm ôn thi, mẹ chẳng sang thăm, cũng không gọi điện. Mẹ cháu đang bận lắm phải không bác? Mẹ cháu đang phải lo liệu công việc, chuyện người lớn, cháu không cần quan tâm đâu. Mà nhanh vào đi kẻo muộn thi bây giờ. Thời gian làm bài thi học sinh giỏi môn văn là 120 phút. Các em làm bài nghiêm túc, nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong thi cử. Vì thế này, câu cuối phải liên hệ với hình ảnh người mẹ sao? Để mình nghĩ xem nào, mình nên viết gì về mẹ đây? Mọi người kể rằng bố mình mất sớm, để lại cho mẹ những khoản nợ chồng chất. Lúc đó mẹ đang mang thai mình, đó thực sự là một cú sốc lớn, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người phụ nữ hiền lành, suốt ngày chỉ biết nội trợ. Để trả nợ và trang trải cuộc sống, mẹ đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau. Mỗi lần nghĩ đến cảnh mẹ ôm bụng bầu, rong ruổi khắp nơi kiếm sống, mình lại không thể kìm được nước mắt. Thời gian trôi qua, cuộc sống của hai mẹ con mình cũng dần dần đầy đủ, sung túc. Đó cũng là lúc mình phải quen dần với những canh bạc đen đỏ diễn ra lén lút trong nhà. Tôi không có tư cách gì để oán trách công việc của mẹ, vì tôi biết mình đã lớn lên, được ăn no mặc ấm, được đến trường đi học cũng nhờ chính những đồng tiền không lương thiện đó. Tôi lại chị, tôi đã thế chấp toàn bộ nhà cửa rồi, giờ thua hết thế này, cả nhà tôi chỉ có nước ra đường ở. Chị làm ơn làm phước cứu cả nhà tôi với. Tôi không quan tâm chuyện nhà anh, giờ anh cho vay chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Nếu muốn trách thì trách vận anh xấu, chơi không thắng nổi thiên hạ. Và không biết từ lúc nào, hình ảnh của mẹ đối với mọi người xung quanh chỉ toàn là lạnh lùng, tàn nhẫn, lừa lọc. Đó thực sự là điều khiến mình đau lòng nhất. Con cứ ăn tiếp đi, để mẹ ra xem thế nào. Cứ ở trong này đừng ra ngoài làm gì. Chắc lại mấy lão say xỉn đấy mà. Dù với người khác mẹ có lạnh lùng, nhẫn tâm thế nào, nhưng với mình mẹ vẫn luôn dịu dàng, ân cần, quan tâm từng chút một. Mẹ luôn bao bọc, che chở mình khỏi những phức tạp, rối ren bên ngoài. Các em chú ý, thời gian làm bài còn 30 phút, các em nhanh chóng hoàn thiện bài thi. Thay vì bịa ra hình ảnh một người mẹ mẫu mực nào đó, mình sẽ kể về người mẹ không hoàn hảo của riêng mình. Thật ra, mẹ cháu bị công an bắt từ mấy hôm trước. Mẹ cháu không cho bác nói với cháu. Bác cũng không muốn chuyện này làm cháu phân tâm. Mẹ cháu có sao không bác? Lúc đó công an ập vào bất ngờ. May mà các con bạc đều tháo chạy kịp. Mẹ cháu chỉ bị bắt để lấy lời khai thôi. Mẹ cháu sẽ sớm được thả ra ấy mà. Một tháng sau. Bác Tam ơi! Bác xem cháu đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi văn này. Cháu còn dám khoe chuyện này nữa à? Cháu có biết mình đã làm gì hay không? Cháu đã hại mẹ cháu rồi, An ơi! Bác nói sao? Cháu đã hại mẹ cháu ư? Có chuyện gì vậy bác? Một tháng nay, chị luôn ngoan cố không chịu khai gì. Chị nghĩ mình có thể thoát tội được sao? Tôi chẳng làm gì phạm pháp cả. Chẳng phải các cậu cũng không tìm thấy bằng chứng để buộc tội tôi sao? Đúng là chị và đồng bọn của chị làm việc rất tinh vi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng may thay, chúng tôi đã phát hiện ra bài văn đạt giải của con gái chị. Cậu nói gì tôi không hiểu. Có lẽ chị không biết. Trong bài văn của con gái chị, có đoạn viết rất cảm động về hình ảnh người mẹ. Vô tình, nó lại cho chúng tôi một số chứng cứ để buộc tội chị. Cậu đừng có lừa tôi. Tôi biết các cậu đang lấy con tôi làm mồi nhử. Thực ra chẳng có bài văn hay chứng cứ gì hết. Tôi sẽ cho chị thời gian để suy nghĩ. Nhưng tôi hy vọng chị sẽ khai nhận thành thật để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để sớm trở về đoàn tụ với con chị. Đây đúng là chữ viết của con bé An rồi. Đọc đến đây, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi là một đứa trẻ đáng thương. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, cha mẹ phải là những bậc mẫu mực hoàn hảo. Nhưng không mấy người nhận ra rằng ngay cả khi làm cha làm mẹ, cha mẹ chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường như bao người khác. Và nếu đã là con người
thì ai cũng có lúc sai lầm. Cũng giống như mẹ luôn tha thứ khi tôi mắc lỗi, tôi cũng sẽ mỉm cười không phán xét. Khi mẹ tôi mắc sai lầm, có thể mẹ tôi không phải một hình mẫu hoàn hảo, nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu mẹ rất nhiều. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Có thể bài văn không tiết lộ quá rõ về việc tổ chức đánh bài phi pháp của chị, nhưng chúng tôi có thể triệu tập cháu An đến điều tra. Xin đừng đụng đến con gái tôi. Tôi sẽ khai hết toàn bộ sự việc. Con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Nếu không phải vì con thì mẹ đã không phải đi tù. Con hối hận về bài văn đó ư? Mẹ thì ngược lại, mẹ rất tự hào về con. Con gái của mẹ đúng là giỏi thật. Viết về một người mẹ tồi tệ mà lại có thể lay động đến thế. Mẹ đừng nói như thế. Vì bài văn đó mà mẹ đã mất tất cả. Con mới là tất cả của mẹ. Mẹ luôn nghĩ rằng mình đã lo được chu toàn cho con, nhưng mẹ lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con về công việc mẹ làm. Mẹ biết không, so với cuộc sống sung túc, đủ đầy, con chỉ hy vọng được sống những tháng ngày bình yên bên mẹ thôi. Ngọn đèo Trường Thọ. Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở một vùng nọ có một ngọn đèo bị một lời nguyền quỷ ám rất đáng sợ. Đó là hễ ai đi qua đây chẳng may bị ngã thì họ sẽ chỉ sống được 3 năm nữa mà thôi. Bởi vậy nên trừ khi có việc gấp gáp, mọi người mới dám đi qua đây và đi rất cẩn thận. Trời ơi, đây là ngọn đèo 3 năm mà, sao ông lại dẫn tôi đi vào lối này? Nếu không phải vì bà cô nàng lại mua đồ ở chợ thì chúng ta đâu có về muộn thế này. Bây giờ chỉ có con đường này là về nhà nhanh nhất trước khi trời tối thôi. Bà có đi hay không? Hay là muốn tối nay ở lại trong rừng? Vậy ông nắm tay tôi đừng để tôi bị ngã nha. Nếu mà bị ngã thì tôi chỉ sống thêm được 3 năm thôi đây. Tôi biết rồi. Nào, nắm chặt lấy tay tôi. Trời ơi, suýt nữa là bị ngã rồi đấy. Phải để ý vào chứ. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn mà. Ngọn đèo này đáng sợ thật đấy. Lần sau đừng có đi qua đường này nữa ông nha. Tôi biết rồi. Ngô đây. Ngô vừa dẻo vừa ngọt đây. Cuối cùng cũng bán hết gùi ngô này rồi. Ôi trời ơi, mới đó mà đã sắp tối rồi sao? Mình phải nhanh chóng dọn hàng về nhà mới được. Giờ biết đi đường nào đây? Nếu đi đường này thì phải đến nửa đêm mới về đến nhà. Còn nếu đi qua ngọn đèo kỳ quái thì chỉ một tiếng nữa là về đến nhà rồi. Ôi trời ơi, mình già yếu quá rồi. Ngọn đèo thì dốc, nếu lỡ có trượt chân thì chỉ sống được có 3 năm. Nhưng mà nếu đêm muộn mà mình không về tới nhà thì bà lão sẽ lo lắm. Thôi, mình sẽ chọn đi đường này. Chỉ cần chú ý đi cẩn thận hơn thì sẽ không sao đâu. Cái gì vậy? Trời ơi, ma, cứu tôi với, cứu tôi với. Ôi chao, hóa ra là một chú thỏ. Thôi, xong đợi mình rồi. Mình đã bị ngã ở ngọn đèo 3 năm này. Vậy là mình chỉ sống được 3 năm nữa thôi sao? Từ hôm bị ngã ở ngọn đèo 3 năm, ông lão sinh ra lo nghĩ, chán nản và không muốn làm gì cả. Ngày này qua ngày khác, ông chỉ ở nhà và nghĩ đến ngày từ giã cõi đời. Thời hạn 3 năm sắp hết, ông lão ngày càng già và ốm yếu hơn. Ông ơi, dậy ăn cơm đi cho nóng. Sao mà tôi có thể ăn uống được cơ chứ? Ngày gặp thần chết của tôi sắp đến. Đã đến kỳ hạn 3 năm rồi, bà lão ơi. Làm sao bây giờ? Hay để tôi đi mời lang y chữa cho ông nha.
Mà không nghe mọi người nói sao? Người nào mà ngã ở ngọn đèo 3 năm thì không có lan y nào có thể chữa được cả. Ông bà Sơn có nhà không? Trưởng bản, mọi người đến có việc gì vậy? Chúng tôi nghe ông nhà bị ngã ở ngọn đèo 3 năm nên đến hỏi thăm ông nhà. Vâng, mời ông vào nhà chơi. Ông lão ơi, ông phải ăn uống vào mới có sức chứ. Tôi chẳng thiết gì ăn uống nữa. Sắp tới kỳ hạn 3 năm là tôi sẽ phải tự giá cõi đời này. Bà ơi, cháu về thăm ông bà đây. Ôi, bào đây hả con? Đứa cháu trai duy nhất của ông bà. Vâng, từ hồi xin phép ông bà đi đây đó học hỏi, mở mang tầm mắt, thấm thoát đã được 5 năm. Cháu về thăm ông bà đây. Có thể lần này sẽ là lần cuối cháu được gặp ông của cháu đây. Trời ơi, ông bị làm sao vậy ạ? Bà lão kể lại cho Bao nghe về câu chuyện ngọn đèo 3 năm với lời nguyền quỷ ám ghê rợn và việc 3 năm trước ông lão đã từng bị ngã ở đó. Có việc kỳ lạ như vậy sao? Mà trước đây đã từng có ai ở bản ta ngã ở ngọn đèo quỷ ám đó mà sống được 3 năm không ạ? Có chứ, tôi có nghe bà tôi kể lại. Đúng rồi, có nhiều người đã qua đời chỉ vì bị ngã ở con đèo đó. Tôi nghe cụ tôi kể lại như vậy. Cháu đã có cách chữa bệnh cho ông rồi bà ơi. Cháu nói sao? Cách gì vậy? Cháu có cách để chữa cho ông ư? Đúng vậy, và mọi người hãy giúp cháu đưa ông đến ngọn đèo 3 năm đó đi ạ. Trời ơi, sao cháu lại đưa ta đến nơi đáng sợ đó làm gì? Nếu ngã một lần ở ngọn đèo đó thì sống thêm được 3 năm phải không ạ? Đúng vậy. Vậy thì có nghĩa là nếu ngã 2 lần sẽ sống thêm được 6 năm, 3 lần sẽ sống thêm được 9 năm phải không ông? Đúng rồi. Bỗng nhiên tinh thần của ông lão sáng rực lên. Hai ông cháu chạy một mạch đến ngọn đèo 3 năm. Người dân trong làng hiếu kỳ cũng chạy đến xem cùng. 1 lần là 3 năm, 10 lần là 30 năm. 1, 2, 3, ngã nào. 1 lần, 2 lần, 10 lần. Ông lão cứ thế trượt ngã. Mặc dù bị say xước nhưng ông vẫn vui vẻ. Ông có sao không ạ? Không, ông thấy trong người khỏe hơn cả lúc trước. Cháu đếm được ông ngã bao nhiêu lần rồi. 30 lần, ông sẽ sống thêm được 90 năm nữa. Thật không? Ông sẽ sống thêm được 90 năm nữa à? Vâng ạ. Chúng ta cùng ngã thôi. Cùng ngã được nhiều lần thì càng sống được lâu. Lời nguyền quỷ ám của ngọn đèo có từ xa xưa, được truyền từ đời này đến đời khác nên trở thành nỗi ám ảnh. Chính thực ra nó chỉ là một ngọn đèo bình thường ở khu rừng âm u. Mọi người sợ quá thành ra ít đi lại mà thôi. Giờ lời nguyền đã được phá bỏ, cháu nghĩ dân bản mình nên phát quan lối đi cho tiện đi lại hơn. Đúng rồi, cháu ông Sơm giỏi quá. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cậu ấy đi đây đi đó nên hiểu biết nhiều quá. Kể từ đó, ngọn đèo 3 năm bỗng dưng trở nên nhộn nhịp. Mọi người trong bản phát quan cỏ rậm để tiện cho việc đi lại. Lời nguyền quỷ ám từ đó mà chìm sâu vào quên lãng. Ngọn đèo 3 năm trong truyền thuyết đáng sợ ấy kể từ đó đã trở thành ngọn đồi trường thọ. Chuyến xe muộn. Được rồi, bây giờ tôi sẽ lập tức về nhà, chuẩn bị hành lý và ra sân bay luôn. Sếp cứ yên tâm, tôi sẽ không để vụt mất cơ hội lần này của mình đâu. Ôi, may quá, có chiếc xe kia rồi. Taxi, taxi. Cho tôi đến 55B, ngõ 20 đường Tây Lãng đi anh. Nhanh nha, tôi đang rất gấp. Vâng, tôi chạy ngay đây. Tôi thấy cô đứng trước công ty truyền thông X. Cô làm việc ở đó hả? Vâng. Công ty truyền thông đó lớn như vậy, chắc cô làm việc với nhiều người mẫu lắm phải không cô? Dạ vâng. Bà không biết cô làm vị trí gì ở công ty truyền thông đó hả? Xin lỗi, nhưng tôi đang cần yên tĩnh. Anh ồn ào quá. Hãy tập trung vào việc lái xe của anh đi. Tôi đang rất vội đấy. Vâng, tôi hiểu rồi. Vụ án nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại dã man và bài học cho những người đi taxi. Anh ta vừa lén nhìn mình. Mà thôi. Từ lúc lên xe,
anh ta cứ luôn miệng hỏi này hỏi nọ, như đang tìm hiểu thông tin của mình vậy. Mà anh ta giấu gì trong túi áo thế kia? Súng hay là dao chăng? Lẽ nào anh ta có ý đồ xấu? Anh đưa tôi đi đâu đây? Đây đâu phải con đường về nhà của tôi. Cô bảo đang vội, tôi chỉ đang đi đường tắt cho nhanh thôi. Anh đi đúng đường lớn cho tôi đi. Đường gì mà lạ hoắc như thế này? Trời ơi, chúng ta đã đi được một đoạn xa rồi, giờ muốn đi đúng đường lớn thì phải quay lại, mất thời gian lắm. Anh làm ơn giúp tôi quay lại đi đường lớn đi mà. Với lái xe là yêu râu xanh, khi lái xe lộ rõ ý đồ bất chính thì bạn cần bình tĩnh, rút điện thoại ra gọi cho gia đình, bạn bè, kể về việc đang đi taxi hãng nào, số xe bao nhiêu, tên tài xế là gì. Tài xế sẽ không dám làm gì nếu có người biết rõ những thông tin có thể tìm ra hắn. Chết rồi, ban nãy vội quá, mình lên xe mà không để ý xe hãng gì, biển số bao nhiêu, giờ phải làm sao đây? Được rồi, mình cần bình tĩnh, phải trò chuyện để khai thác thông tin của anh ta. Lúc khẩn cấp, mình sẽ gọi báo công an. Anh tài xế này, có chuyện gì thế cô? Tôi trông anh rất là quen, anh tên gì nhỉ? Biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tôi là Quang. Quang? Là Nguyễn Thái Quang đúng không? Chắc cô nhầm tôi với ai rồi, tôi là Trần Văn Quang. Biết tên của anh ta rồi, phải gặng hỏi thêm mới được. Tối muộn như thế này mà anh còn chạy xe, thật vất vả quá. Không biết nhà anh ở khu nào thế, có gần ở đây không? Sao tự nhiên cô lại hỏi tên, hỏi nhà tôi? Ừ, chết rồi, anh ta phát hiện ra ý đồ của mình rồi á. Tôi bình thường, tôi hay hỏi han người khác lắm, thói quen giao tiếp ấy mà. Ôi, anh định làm gì? Mở cửa xe ra ngay. Trời ơi, cô làm gì thế? Chờ tàu đi qua một chút rồi chúng ta đi ngay. Vừa nãy cô nói cô có thói quen hỏi hai người khác đúng không? Tôi cũng thế đấy. Bằng nãy tôi thấy cô bận rộn quá, với lại cô bảo tôi ồn ào nên tôi mới không dám bắt chuyện. Thật ra tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Rốt cuộc thì anh ta giấu gì trong túi áo vậy? Cô làm trong giới truyền thông, cô có biết hay từng gặp cô người mẫu này không? Chỉ là một tấm ảnh thôi à? Tôi cũng không rõ, có lẽ tôi chưa gặp cô người mẫu này bao giờ. Cô thử nhớ giùm tôi với, chuyện này thật sự rất quan trọng với tôi. Nhưng đây là ai vậy? Đó là vợ tôi, 3 năm trước. Lúc đó cô ấy là một người mẫu chưa có tên tuổi. Sau khi kết hôn với cô ấy vẫn muốn tìm cơ hội để phát triển sự nghiệp. Còn tôi không thể chấp nhận vợ mình làm công việc đó. Trong lúc quẫn bách, cô đã bắt vợ mình lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Và rồi cô ấy đã không lựa chọn, cô ấy lặng lẽ bỏ đi để giải quyết mọi chuyện. Có lẽ tôi đã đẩy cô ấy đến bước đường cùng, khiến cô ấy cảm thấy bế tắc. Tôi thật sự rất hối hận. Từ đó đến nay, tôi chuyển sang chạy xe taxi, vừa để mưu sinh, cũng vừa để tiện tìm kiếm cô ấy. Gặp khách nào tôi cũng đưa ảnh và hỏi thăm về cô ấy. Tôi thường chạy xe ở khu vực có sự kiện thời trang, rồi ở quanh công ty người mẫu. Bạn nãy cô có hỏi tôi đang ở khu nào đúng không? Tôi không ở khu vực nào cố định cả, tôi ăn ngủ luôn trên xe này cho tiện việc tìm kiếm. Có lẽ ban nãy mình đã quá đa nghi rồi, không ngờ anh ta lại là người nặng lòng như vậy. Anh sẽ tìm cô ấy đến bao giờ? Trong suốt đoạn đường còn lại, tôi không còn cảm giác sợ hãi với anh ta. Tôi đã định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra khuyên nhủ hay an ủi lúc này chỉ là sáo rỗng. Cuộc sống của chúng ta thật sự quá vội vã và xô bồ. Người thì ngại không mở lời chia sẻ, kẻ thì ngại không muốn lắng nghe. Nếu hôm nay tôi không chủ động hỏi thăm anh ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được anh ấy thật sự là con người kiên trì và tình cảm đến thế nào. Tôi sẽ mang theo nỗi sợ hãi cùng sự bực tức về con người ấy mãi về sau. Hóa ra khoảng cách để căm ghét hay quý mến một người chỉ cách nhau ở sự quan tâm,
chia sẻ của chúng ta với họ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!